Mời các bạn ăn bánh nè. Các bạn biết bánh này là bánh gì không? Bánh này là bánh biscuit. Sáng nay mình sẽ nướng bánh này ăn chung với bơ và mình sẽ uống một ly cà phê. Bánh này thường thường người ta hay ăn với lại thịt gà KFC đó các bạn. Vậy thì bây giờ mình cho vào lò nướng nha. Một like nữa. Thì nướng bánh sẽ ngon hơn. Đây, mình bảo mình nướng để mình ăn sáng nha các bạn nha. Món bánh này rất là ngon. How many minutes? 13. Mình nướng 13 phút nha các bạn. Giờ mình nhấn time cook nè. Và mình nhấn thôi cho 15 phút đi. Ok. Yeah, được rồi. Okay. Okay, let's start. Okay. Mời các bạn uống chocolate buổi sáng nha. Buổi sáng uống một ly chocolate rất là ngon. Ngon lắm các bạn. Cái này nó chocolate nhưng mà chocolate nó có sữa nên rất là ngon. Mình uống nó nóng cũng được và mình uống nó hơi lạnh lạnh cũng được, ngon lắm. Và mời các bạn ăn sáng nha. Nãy giờ nói chung là mình cũng ăn rồi. Bánh này á, mình nướng như là các bạn cũng biết rồi đó. Mình mua trong một cái lon như vậy nè. Nó có khoảng chừng 8 cái bánh như vậy. 8 cái bánh như vậy đó. Thì mỗi một cái nó chỉ một miếng nhỏ nhỏ như nãy mình cho các bạn coi đó. Xong mình lấy ra mình bỏ vào trong cái tray. Rồi mình bỏ vào trong cái oven. Mình set up cho nó là 325 độ. Trong này á, người ta nói mình nướng có khoảng 13 phút thôi. Nhưng mà nếu mà mình để ở ngay chính giữa cái lò đó thì mình nướng 13 phút. Nhưng mà nếu mà Kim để ở dưới á, ở dưới cái lò nó hơi xuống dưới chút xíu á, thì mình nướng 15 phút. Tại vì nhiều khi mình đi tới lui á, mình cũng sợ nó cháy nên mình để xuống dưới cho nó an toàn. Thì sau khi nướng bánh rồi thì nó ra cái bánh như vậy là rất là ngon. Thì mình cái bánh này á, mình cắt làm đôi ra rồi mình có thể mình chét cho những cái loại mà mứt á, như là mứt dâu nè, rồi mứt trái cranberry, blueberry, các loại mứt ấy mình có thể bỏ ở đây, hay là mứt trái người ta kêu là trái đào, hay là nó nhiều loại mứt lắm. Mình có thể bất cứ loại nào mình có thể chép ở đây mình ăn cũng được, hoặc là bơ đậu phộng với mứt, hoặc là ăn bơ đậu phộng không cũng ngon lắm, hay là các bạn ăn với cream cheese nè. Cái loại cream cheese này đó, cái loại này là mình mua cái loại nhỏ thôi. Thì nó có mùi dâu nè, nó có mùi hazelnut là cái loại hột rẻ nè. Hoặc là mình có thể ăn với chi, hoặc là ăn với bơ không cũng được. Hoặc là ăn với lại cái chi này cũng được đó các bạn. Người ta nói là chi này là chi của con bò cười nè, đó cũng rất là ngon. Thì cái bánh này rất là dễ ăn vào buổi sáng, hoặc là các bạn ăn với hem cũng được, rất là ngon. Hoặc là các bạn ăn với gà rán thì đúng gu của nó luôn. Thì thường thường mình đi mua gà rán ở chỗ KFC thì đây là nó đây đó. Nhưng mà buổi sáng nếu mà mình muốn ăn thì ăn với tất cả những cái thứ mà Kim vừa nói đó rất là ngon. Muốn uống cà phê thì uống, muốn uống trà thì uống, còn muốn uống chocolate thì uống, như Kim thì uống chocolate. Thì cũng không ngoại lệ, như là mấy ngày hôm trước, cả nói chung là hơn cả tháng nay rồi, thì cũng chỉ ở quanh quanh trong nhà, đi tới đi lui, không có đi làm gì hết. Để lâu lâu thì đi ra ngoài cửa, như là quét cái đằng trước cửa nhà vậy thôi. Nhưng mà để mình kể chuyện hàng xóm cho các bạn nghe nha. Hàng xóm của Kim. Thì trong cái khu nhà Kim ở đó, nói chung là Mỹ rất là nhiều. Có những ông bà già đã retire cũng có, và còn các anh chị em còn trẻ đi làm rất là nhiều. Nhưng mà thường thường á, các ông bà già buổi sáng á, rất là sớm nha. Ông bà già dậy bắt đầu, thường thường chắc có lẽ là về càng về lớn tuổi mình ngủ không được hay sao á. Cỡ khoảng 6 giờ mình mở cửa ra mình thấy các ông bà đã dắt chó ra ngoài rồi. Người nào cũng có một con chó đó. Mà nhất là người Mỹ mà khi mà họ lớn tuổi hoặc là họ trẻ tuổi đó, một là trẻ hẳn, còn hai là lớn hẳn đó, họ rất là thích nuôi chó. Hoặc là những người mà họ không có con á, họ mê con chó lắm, họ mê giống như là một thành phần mà giống như là không thể thiếu trong gia đình của họ vậy đó. Thì sáng họ cứ dắt chó đi ra, rồi họ nói chuyện với nhau, rồi họ mở cửa ra. Tại vì trước cửa ngoài cổng ở nhà Kim á, có một cái sân golf.
rất là bự, mà nói chung là buổi sáng người ta cũng chơi rất là sớm rồi, người ta cũng tưới cái cỏ ở ngoài cái sân góp đó. Thì quý ông bà trong này thì thích đi ra ngoài đấy lắm, sao mà nói chuyện rồi cho chó đi. Mà mỗi người á thì trong cái bụng của họ là họ đeo một cái túi, ở trong cái túi đó nó có một cái túi để mà họ đi lấy mấy cái phân, nếu mà chó nó có lỡ nó có đi đi cầu ra đấy, thì người ta dùng cái bao tay đó người ta bốc xong người ta bỏ vào cái bao, là ta cột lại rồi bắt đầu người ta lại đi chơi tiếp, nói chuyện tiếp. Thì cách đây khoảng chừng một tháng trước á, lúc đó là mình đã nghe cái tin là ở bên New York bị coronavirus, là coi như là người ta chết quá nhiều rồi. Mới đầu là nghe cái tin ở Ý, xong bắt đầu cái mình nghe tin ở ngay New York rồi, cách mình cũng đâu có xa. Thì bắt đầu là mình lấy khẩu trang mình đeo ha, rồi mình bắt con mình cũng phải đeo khẩu trang ha. Thì con nít mà mình bắt nó thì nó phải làm, nhưng mà khi vào trường nó tháo nó tiêu ra. Tại vào trường á thì tất cả những bạn bè của con Kim thì không có đeo, nhưng mà khi nó về nhà thì nó thấy mình thì nó đeo lên, vì nó cũng sợ mình la đó. Nhưng mà khi mình về tới trong nhà này á, mình đi ra ngoài đường á, nhất là các ông bà già nè, rồi những người còn trẻ tuổi như Kim vậy đó, còn đi làm đó, mỗi lần mà họ thấy Kim á, họ làm như họ nhìn mình giống như là mình một người trên hành tinh khác xuống vậy đó. Giống như là không biết họ nghĩ gì trong đầu, nhưng mà theo mình đoán là nói con này chắc nó làm sao rồi, tự nhiên nó đeo cái mask vô làm gì. Rồi nó có rất là nhiều cái ý nghĩa trong cặp mắt của họ và cái cách nhìn của họ, mình biết là họ không có thích mình đeo cái mask. Nhưng mà bởi vì mình á, nói chung là mình là người Việt Nam rồi, mình bé nhỏ quá đúng không, rồi bất cứ chuyện gì á thì nói chung là cho dù là mình ở đây thật, nhưng mà đâu phải là tiếng nói là của mình đâu, thấy không? Bất cứ chuyện gì nên mình cũng nghĩ thôi, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thế là gió đằng đông đằng tây là Kim đã đeo cái mask rồi. Xong bắt đầu cái có nhiều người thì họ đi, họ nhìn mình như vậy, nhưng mà có nhiều người thì họ làm lơ, họ đi luôn. Đấy. Thế thì sau đó khoảng cách đây 2 tuần lễ thì nói chung là một là tin tức rầm rộ quá nhiều người chết ở New York nè, rồi ở các nơi ở trên nước Mỹ này nè, rất chi là nhiều, ở Washington DC nè hoặc ở New York là hai cái thành phố đó là rầm rộ. Sau đó mới tới Cali. Thì lúc mà tới Cali mà nó nghe nói nhiều rồi đó, thế là bắt đầu rồi các ông các bà già, nhất là các ông các bà già nha, bắt đầu sợ rồi. Thế là bắt đầu chạy đi mua cái mask đeo, thì họ mua không có. Tại vì cái mask bây giờ nói chung là họ ôn mốt là họ đưa vào những cái nơi như là bệnh viện nè, rồi những cái nơi mà những cái phòng khám của các bác sĩ tư nhân đó, là họ đã phải trang bị cho cái chỗ của họ. Tại vì chỗ đó là những người mà người ta thường xuyên tiếp xúc với lại bệnh nhân, nên người ta phải kiếm cho bằng được cái mask và bao tay và những cái loại sanitize tay như là nước rửa tay khô này kia, đó là họ đem vào những cái nơi đó để mà họ dự trữ cho nhân viên của họ. Thế thì bây giờ đâu còn nữa đâu. Các ông các bà đi hết, xong các ông các bà nghĩ sao đó, các ông các bà mới qua nhà mình bấm chuông, mới bấm chuông nha. Xong rồi cái lúc mình mở cửa đó mình nhìn, tại vì nhà mình đã có cái kiến nhìn ra mình coi là ai, thì mình biết là hàng xóm rồi, nhưng mà hàng xóm thì khi mở cửa đó mình cũng đứng xa, nó giống như là social distancing vậy đó, phải không? Đấy, mình đứng xa nha, mình đâu có đứng gần, mà mình không biết là tại sao họ đến nhà mình, họ hỏi cái gì. Té ra là các ông các bà tới hỏi, ồ, cô mua cái mask ở đâu vậy? Sao tôi thấy cô đeo mà tôi đi kiếm không có? Đấy, thấy chưa? Bây giờ cứ như là bây giờ thấy quan tài rồi, bây giờ mới đổ lệ nè. Đó. Thế là bắt đầu mình mới nói là ồ, bà có ra bà coi như mấy cái pharmacy ở đây không? Rồi bà có tới Rite Aid, rồi Target, rồi Walmart, rồi những cái cửa hàng shopping gần đây chưa? Nói trời, tôi đi hết rồi mà giờ tôi không thấy chỗ nào có, vì tôi thấy cô có đó, cô mua ở đâu, cô chỉ tôi mua ấy. Đấy, lúc đó cái mình nghĩ bụng chứ, lúc trước có mấy người nhìn tôi giống như là một người hành tinh khác xuống, rồi sao bây giờ thấy ân cần quá vậy. Nhưng mà nói chung là nếu mà mình á mà mình không chỉ thì không được, tại vì á dù cho người ta có ghét mình 9 suối 10 vàng mình cũng phải chỉ, chứ huống chi là ngay căn bệnh này mà không chỉ thì đương nhiên là nó lây lan ra cả cái xóm này, cũng không xong rồi đúng không. Thế là mình mới search lên tất cả những cái tiệm mà nó bán nail supply đó, những cái tiệm lớn đó nha.
mình cho mấy người đó những cái địa chỉ này, nếu bà đến chỗ này không được bà phải chạy tới chỗ này, bà chạy tới chỗ này không được bà chạy tới chỗ này, chạy tới này chỗ này đó, thế là chỉ cho họ. Bây giờ nha, mỗi một buổi sáng á, mấy ông bà mà dắt chó đi ra đường với lại con của mấy người đó với lại những cái xóm này nè, đi ra ngoài đường cái đó là đủ màu đó. Cái mát cái mẹ là màu hồng nè, ví dụ như người ta không mua được màu màu trắng hoặc là màu đen á, hoặc là người ta mua những cái màu mà đúng theo kiểu như là đàn ông hay đàn bà, mà lỡ có cái gì thì người ta xài cái đó. À, màu hồng cũng có nè, rồi màu xanh cũng có nè, rồi màu trắng cũng có, màu đen có, nghĩa là đủ màu đó. Quý ông bà trong xóm nhà mình bây giờ là đôi là đủ màu rồi đấy. Thì nói chung là đây là một cái câu chuyện mà thật sự nha, mình kể thật sự là mình chia sẻ với các bạn nghe là người Mỹ họ không có quan tâm, lúc ban đầu họ không có quan tâm đâu, họ không có quan tâm là họ phải ngừa theo kiểu nào. Nhưng mà người Việt Nam của mình á, khi mà mới nghe tới căn bệnh mà nghe nói phổi là đã sợ rồi. Mỗi năm á, để mình kể các bạn nghe, mỗi năm á, ở bên Mỹ này nè, có bao nhiêu là ngàn người, bao nhiêu là chục ngàn người chứ phải ngàn, đã chết vì cái bệnh cảm cúm thôi đó. Thì cái bệnh cảm cúm á, nó có thuốc chích ngừa, nhưng mà nếu mà nói đối với những người lớn tuổi mà không qua khỏi được cái cơn cảm cúm nặng á, thì cũng phải đi theo diện của ông bà. Huống chi là cái bệnh này á, là cái bệnh này là một căn bệnh mà còn tệ hại hơn. Cái bệnh cảm cúm á, mình còn có thể biết là mình ngừa, mình có thể mình tránh từ đây xa, từ đằng xa. Tại vì mình cứ người ta hắt xì hơi sổ mũi á, là mình đã biết mình tránh rồi. Còn cái căn bệnh này á, đâu có biết đâu mà tránh, đúng không? Hình thử là người Việt Nam của mình nghe nói là bị cảm, bị phổi là bắt đầu đã mau mau là kiếm cái mát đeo vô rồi đó. Không cần biết là nó thế nào hay người ta nhìn mình bằng kiểu nào. Cái quan trọng nhất là mình phải bảo vệ cho mình trước. Cả đó là người Việt Nam. À, tuy là nhỏ bé thật nhưng mà nói chung là mình cũng ở cái đất nước ở bên Mỹ này cũng chẳng phải là tiếng cha xanh mẹ đẻ gì. Chỉ có cái tầng lớp con mình mới gọi là Mỹ con thôi, chứ còn đối với mình vẫn là cái người mà nương nhờ ở đây. Thì cho dù điều gì nữa đi thì mình cứ bảo vệ mình trước đi, thì mình an toàn là trên hết. Thế thì bất cứ người nào cũng đeo cái mask vô đó, thì tới cái khu Việt Nam á, cái sự an toàn và cái sự, thì cái ý thức của người Việt Nam mình á, nói chung là mình thấp cổ bé họng rồi, mình cũng bé nhỏ nữa. À, nên là gió đằng đông đằng tây là mình sợ rồi, mình nó phải đeo mát từ dưới đường xa rồi. À, chính vì thế mà cái khu Việt Nam ở ngay tại Orange County nè, thì cái xác suất mà nhiễm bệnh rất là ít các bạn ơi. Đó là cái điều đáng mừng cho cộng đồng Việt Nam ở ngay Cali. Rồi đấy, thì người Mỹ ngày xưa đó, trước đây mấy tháng trước họ đâu có quan tâm tới cái vấn đề mà lây nhiễm này đâu. Nên là họ có đi người ngoài đường á, thấy người ta đeo mask bắt đầu là đã đằng đông đằng tây đã kỳ thị người ta rồi. Bây giờ đó thấy quan tài mới đổ lệ, mới đi bắt đầu đeo mask, đi chỗ nào cũng thấy họ đeo mask đó. Rồi cách ở dưới nhà Kim là có mấy góc đường nè, là ra tới ở biển. Thì ở ngoài biển thì dân nhà giàu mới ở gần biển. Thì ở bên Mỹ này, nó có cái hay này nè, nó ngược với lại bên Việt Nam là cái là người giàu á thì ở trên núi hoặc là người ta ở dưới biển. Còn ở như Việt Nam á, mà người nghèo mới lên núi ở, người dân tộc mới lên núi ở, phải không? Nhưng mà ở đây á, nếu mà nhà nào mà ở núi là nhà đó phải giàu lắm mới ở dưới núi được. Tại vì nội mà cái điện, nước và tất cả những cái hạ tầng mà họ làm ở trên núi đó là họ phải bắt lên rất là nhiều tiền. Giống như điện nè, rồi nước nè. À, và cái đường hầm mà đi chạy xuống rất là nhiều tiền. Vậy vì họ đào bới, họ xây một căn nhà trên núi rất là nhiều tiền, mắc lắm, không phải rẻ đâu. Nên là người giàu mới lên núi ở. Người giàu mới ở thì ở dưới cách nhà Kim đây có mấy góc đường thôi là biển. Thì ở dưới đây nó chỉ cách nhau có một cái ranh giới thôi, mà người giàu với người nghèo là tách biệt liền. Thì ở dưới đó là người giàu lắm. Họ giàu thì họ không có quan tâm, mấy tuần trước họ không quan tâm tới cái Covid-19 này đâu. Vừa mới ánh sáng, vừa mới le ló một cái là bắt đầu là dắt thú cưng. Rồi các em mà có cái body đẹp á, như là có cái thân hình đẹp á, sexy á, là bắt đầu ra ngoài, bắt đầu là lo đi phơi nắng rồi. Rồi chạy xe đạp, rồi trời ơi, nó nguyên cái xóm của cái dân nhà giàu đó, nó ra biển nó ngồi đi chơi hoài. Thì mới đây á, có một cái tin tức là có một người ở ngay cái xóm của cái khu nhà giàu đó bị vướng vài cái căn bệnh Covid-19 á.
Nên bây giờ là các anh các chị thấy quan tài các anh các chị sợ rồi. Bây giờ nhà giàu núp hết, không có một người nào ra đường hết trơn đó. Tại vì á, khi mà họ không biết thì thôi, mà khi mà họ biết chính thức, cái mắt họ dòm thấy đó, họ mới sợ. Mà khi họ sợ rồi họ đã núp hết. Mà giờ núp thì giờ sao cũng bị rồi, cái xóm cũng bị rồi. Mà bây giờ nghe nói đâu là hả, bây giờ mình xuống dưới là nhiều khi nó không cho mình vô đó. Đó, mình có quay cái video clip mà mấy bữa trước thôi. Nhưng mà bữa nay á, thử tí xíu đó, mình đi thử một lần nữa, thử coi là họ có còn cho vô không. Chứ mấy bữa trước là họ không cho vô nha, họ răng dây hết, họ không cho vào. Thì á, họ đi ra ngoài đường ha, họ ngồi từng nhóm, ví dụ như là ba bốn căn nhà gần nhau, có họ ra họ nói chuyện với nhau, rồi họ ra họ uống cà phê, họ uống, họ giống như là trên đời này, thế giới này chỉ có mình họ sống, họ không cần biết cái là những cái gì đang xảy ra xung quanh họ đấy. Đó, thì phải nói là bây giờ mới thấy là mọi người bây giờ trốn hết rồi, nhà giàu bây giờ cũng trốn nha các bạn, trốn hết, trốn trốn còn hơn là mình trốn đó. Mình bây giờ còn ló ra ngó nha, bây giờ đi xuống dưới kia là coi như là nín thinh, không có một người nào. Chỉ cái khi nào mà họ cần cái việc gì lắm họ chạy xe ra ngoài, họ đi xong họ về, họ vô thẳng gara và họ trốn luôn, kinh dị không. Ở đâu thì cũng vậy thôi, các bạn thấy đúng không? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Nhưng mà người Việt Nam mình đi đâu thì cũng được, nhưng nói chung là người ta cũng không có đến nỗi mà người ta ra mặt. Thí dụ như người ta có kỳ thị chăng nữa thì người ta cũng không có gì, có dám mà như là họ làm thẳng thừng, họ là họ ra mặt, họ nói gì vào mặt mình. Bởi vì họ cũng còn cái sự tôn trọng trong đó, vì người Việt Nam mình rất là cần cù, đi đến đâu cũng lao động nè, cũng làm nè, cũng lên nhà lên cửa, con cái học hành cũng đâu có bằng ai, cũng đâu có thua ai, thấy không? Đấy. À, chính vì thế mà mình ở trong cái cộng đồng Mỹ mình cũng không có phải là, có nhiều khi họ khinh thường một người nào đó thì nhiều khi họ ra mặt đó, nhưng mà đối với người Việt Nam thì họ cũng còn một hai ba phần nể vậy đó. Bây giờ họ thấy người Việt Nam rất là cố gắng và mình sống rất là đàng hoàng, chứ mình cũng không phải mình qua đây để mình sống kiểu như là chỉ ăn nhờ ở đậu của đất nước người ta và chờ đồng tiền của nhà nước chi trả, không phải như vậy. Mình cũng đi làm rồi, mình cũng gầy dựng, con cái cũng đi học. Nói chung là người Việt Nam rất là chăm chỉ. Thì buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay mình ngồi đây để tâm sự với các bạn về kể chuyện về cái xóm nhà mình vậy đó. Thì các bạn thích Kim á, xin cho Kim một like cũng như là nhấn chuông để biết tất cả những cái video sắp tới của Kim, mà Kim sống thế nào và có những chuyện gì hay Kim lên Kim kể cho các bạn nghe. Và nhớ các bạn nào chưa có subscribe cho Kim thì nhớ nhấn subscribe cho Kim nha. Ok rồi, chúc các bạn là một ngày chủ nhật thật là bình an bên người thân cũng như gia đình. Rồi mời các bạn ăn bánh và uống uống trà nha. Hồi nãy là uống chocolate và bây giờ là uống nước trà nè.